cá này là cá rô biển hay gì á? Cá phi. Cá phi hả? Ghê ạ. Ồ, cá to quá. Ủa, bỏ đây. Đâu đâu? Hot boy, hot boy, câu dính cá bự. Con cá này biển hả? To đấy, cá đó to đấy. Đây, cá này là cá thu giữ. Ăn đi. Con câu được cá chày dữ chứ. Đù, một câu cá. Quay ngang với em quay. Dính nè hả? Quá hay, quá hay. Quá hay. Liên tục ha. Cá lồng tông. Cá lồng tông. Lấy cái ly bỏ vô. Dạ, à, dính nữa kìa, dính nữa. À, sao câu cá hay vậy? Cái này là người ta không biết, là người ta tưởng đâu là mình móc vô nè, nhưng mà thật sự là câu dính nha. Câu dính được cái đuôi đàng hoàng. Nhưng mà trường hợp đặc biệt là nghe. Con cá này con cá thiểu. Trường hợp đặc biệt thiệt. Nè, câu dính được cái đuôi chứ không phải bóc vô đâu. Dính từ cái đuôi dính lên. Cái này hơn chuyên nghiệp nữa, chuyên nghiệp. Câu này nè nè. Sát thủ đây. Sát thủ. Căn thủ nè. Má con nè. Baby có gì baby? Baby. Baby coi câu cá. Đó 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 đó. Dính cá hay sao? Rồi xong, kẹp lên. Gỡ ra. Gỡ ra đi. Ôi ba làm rớt mồi kìa ba. Anh đạp cái xuống mồi rồi. Chết mẹ. Một cái tay cầm, một tay gỡ mới được. Rồi câu sao mà giật dính cái đuôi con cá này nó chậm chạp nè, nó bị dính gì nè. Lết màu, lết màu gì mấy nhỏ rồi rồi. Đem cái con cá bỏ vô cái xô đi, cái đã lượm. Trước cầm vô cái xô hộ con. Rồi. Ôi, thành quả. Dính nè, đau ca cái đi được chụp cho coi nè. Còn tí xíu à. Cái này cái dảnh hay sao á? Dảnh. Con nữa. Dính nè. Để xa ra, để xa ra, mấy anh cả hay dài không á? Chi nó còn thấp lắm. Để xa ra, ra mới dính được. Cho xin mới mồi. Đủ. Dính nè, hai con cháu. Cái chốt cá có ngạnh á. Vậy gì đó. Cái chốt này nó nè. Bóc mỏ đó. Để chú con cứ vô. Cái ngạnh này nó sọc rồi nhất luôn. Đây con bọt nó mình thì nó. Đâu có đâu, chưa. Chưa. Cẩn thận nha đại ca. Ơ tụi con xuống lưng em nha, đừng có đạp nha. Đi lùi giờ mình nhớ nhìn. Rồi, rớt cái điện thoại dưới nước rồi. Nè, có thấy kìa. Đẹp chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tay sắp cá mà nãy giờ có được con nào chưa con? À, sắp cái đội ngũ câu cá cái con cá này thôi chứ. Đó, dính 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 đây con. Đó. Xong. Lên. Hay. Sâu lắm rồi nha. Rồi, thành quả. Rớt rồi hả? Dậy, dậy. Câu đã luôn. Dân sang không đó, mang dài. Mang dài thôi, cái này cái hội thi câu cá đây nghe chứ không phải. Ờ đứt 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 đứt. Hiền hiền, lấy cho nó kìa. Đưa ra cho. Mắc trong cạn. Rồi, quá mày trời. Mày lấy tay mày vội đi cho mày giật nó đứt chứ. Cá này quá trời rồi. Ô, chúng ta bự không? Bự. Cái dày. Có một cái dày nữa. Bự. Đẹp. Nó đẹp ghê. Anh cái này cái gì thôi nó đang nữa hả, chưa chết hả? Cái chài, cái chài hả? Cái chài lấy về em nói không con cá chài, cái chài đưa ba câu đấy. Dứt, dứt, dứt con. Ôi, lên rồi. Ôi, con. Đây, con này con lên mẹ ba. Dứt, dứt, dứt liền. Đó, lên thế rồi. Rớt lại. Cá nó khỏi. Móc lại, móc lại. Móc màu vô, móc màu vô con ơi. Cháu móc màu vô cháu. Nãy giờ quả ngon lắm. Anh có làm vụt không hả anh? Hỏi hỏi lấy. Ôi, bơm kia đi. À, vô 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 từ từ nè 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 ta cho dính nè. Rồi. Bye bye. Gửi giùm con. Này vui giải trí chơi nhưng mà dạ giải trí chơi khen luôn đây hôm nay bắt được mười phút rồi nha. Mười một phút nữa thôi, tranh thủ lâu đi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.